Hội Tam Hoàng đã tồn tại ở Trung Quốc trong nhiều thế kỷ và đến nay vẫn là một trong những tổ chức tội phạm nguy hiểm, phức tạp nhất trên thế giới. Nhiều ý kiến cho rằng Hội Tam Hoàng người Trung Quốc đã khiến băng nhóm mafia khét tiếng Sicilian chỉ giống như những tên nghiệp dư trong thế giới tội phạm. Đầu tiên là lịch sử của Hội Tam Hoàng. Là chủ đề của hàng ngàn bộ phim, Hội Tam Hoàng không chỉ khiến người khác tò mò mà còn là nỗi khiếp sợ của người dân và cả lực lượng thực thi pháp luật trên khắp thế giới. Tổ chức tội phạm bao gồm nhiều hội kín này gây chú ý bởi tính bí mật cùng rất nhiều hoạt động phi pháp từ Đông sang Tây. Hội kín đầu tiên hình thành ở Trung Quốc được ghi nhận vào thế kỷ thứ 9 sau Công Nguyên, nhóm tự xưng là Lông Mày Đỏ. Sở dĩ nhóm này tự nhận như vậy vì họ thường xuyên kẻ chì đỏ lên lông mày vì tin rằng những con quỷ đều có mí mắt màu đỏ, đồng thời cũng để đối thủ sợ hãi về vẻ ngoài của họ hơn. Trước sự hoành hành của nhóm này, triều đình nhà Hán đã tìm mọi cách để tiêu diệt các thành viên của tổ chức Lông Mày Đỏ, bao gồm việc cho binh lính kẻ lông mày đỏ để trà trộn vào hàng ngũ những thành viên của nhóm này, hòng gây chia rẽ và tiêu diệt nhóm. Tuy nhiên, hầu hết các băng nhóm thuộc Hội Tam Hoàng hiện nay được hình thành vào thế kỷ thứ 18 hoặc 19 dưới triều nhà Thanh, triều đại cuối cùng của Trung Quốc. Vào thời hoàng đế thứ hai của triều Thanh là Khang Hy, những hội kín và các tổ chức tôn giáo như Đạo Phật và Đạo Giáo bị xếp vào nhóm ngoài vòng pháp luật và cơ sở của các tổ chức này liên tục bị trấn áp, đóng cửa. Tuy nhiên, cuộc trấn áp của hoàng đế nhà Thanh khiến các hội kín ở Trung Quốc đi vào hoạt động ngầm. Một trong những hội như vậy là Hồng Môn Hội, thường được gọi là Thiên Địa Hội để tránh bị cấm ở Trung Quốc. Thành viên của Hội Tam Hoàng nói rằng tổ chức này được hình thành vào thế kỷ thứ 17 sau sự kiện triều đình Mãn Thanh đốt chùa Thiếu Lâm ở phía nam Trung Quốc. Sau sự kiện này, 5 người sống sót đã thành lập Hội Tam Hoàng với tên ban đầu là Thiên Địa Hội. Hội này gắn với màu đỏ và cái tên Hồng vì đây là một phần niên hiệu Hồng Vũ khi triều đại nhà Minh được thành lập và đó cũng là tên của một trong những người sáng lập hội. Thậm chí, có người nói rằng một trong 5 người sáng lập Hội Tam Hoàng là Chí Thiện Thiền Sư, bậc thầy của 5 vị trưởng lão của môn phái Cung Phu phía Nam Trung Quốc. Hội này tuyên bố được hình thành và tồn tại nhằm cải cách đạo đức, thi hành niềm tin tôn giáo và khuyến khích chủ nghĩa dân tộc của người Trung Quốc. Tổ chức này có khẩu hiệu là Phản Thanh Phục Minh, đó là phương châm hoạt động của hội. Dù Triều Thanh đã sát hại hàng ngàn thành viên của tổ chức này, nhưng Thiên Địa Hội hay Hội Tam Hoàng vẫn tồn tại đến ngày nay. Vậy, để vào hội, phải làm nghi lễ nhập hội như thế nào? Với bản chất bí mật của mình, những thành viên khi tham gia Hội Tam Hoàng phải trải qua một nghi lễ nhập hội mang tính chất đặc trưng. Nghi lễ này diễn ra trước bàn thờ nghi ngút khói hương. Người nhập hội sẽ phải cúng một vật nuôi trong nhà, có thể là gà hay dê. Sau khi uống rượu, có pha với máu, người muốn nhập hội sẽ phải bước qua một thanh gươm, vừa bước qua vừa đọc lời thề của hội. Lời thề này gồm 36 điều khoản, như sau khi nhập hội, thành viên phải đối xử với cha mẹ, họ hàng của người cùng hội như cha mẹ họ hàng của mình. Khi thành viên của hội gặp phải khó khăn, phải ngay lập tức giúp đỡ. Nếu tôi, với tư cách một thành viên tương lai của tổ chức này vi phạm lời thề, những thanh gươm sẽ giáng xuống và giết chết tôi, lời thề nêu rõ. Tờ giấy ghi những lời thề sau đó sẽ được đốt cháy trước bàn thờ để xác nhận những nghĩa vụ mà thành viên phải thực hiện. Theo ý nghĩa tên của hội, ứng viên cũng sẽ giơ 3 ngón tay ở bàn tay trái lên trời như một cử chỉ bí mật và mang tính ràng buộc. Với những người không tuân thủ lời thề, hậu quả đương nhiên sẽ là cái chết, với phương thức có thể là bị cứa đến 100 nhát trên người hay bị các thành viên khác phục kích và tấn công. Những thành viên của Hội Tam Hoàng ở Hồng Kông thích dùng dao phay hoặc dựa để xử đồng đảng vi phạm lời thề. Trong khi đó, nhóm Tam Hoàng ở nước ngoài có thể dùng súng, vũ khí tự động hay thuốc nổ. Dù có hệ thống phân cấp lãnh đạo rõ ràng, nhưng những người ở cấp thấp trong thang bậc của tổ chức này vẫn có sự tự do khi hoạt động hơn so với nhiều tổ chức tội phạm khác trên thế giới. Hoạt động của các băng nhóm nhỏ hơn của hội này cũng hiếm khi chịu sự chỉ đạo của các lãnh đạo của Hội Tam Hoàng. Các thành viên cũng thường không phải xin phép người đứng đầu khi tham gia một hoạt động phạm tội nào đó. Do tính chất bí mật của hội nên những thành viên của Thiên Địa Hội đã nghĩ ra cách dùng các ám hiệu để có thể nhận ra nhau. Ví dụ, khi mời thuốc, người của Thiên Địa Hội sẽ cầm tẩu bằng cả hai tay, trong đó hai ngón tay cái hướng lên, hai ngón tay trỏ cũng chạm vào tẩu. Người nhận nếu là thành viên của hội sẽ ra mật hiệu cho đồng đội bằng cách cũng đưa hai tay ra nhận, đồng thời dí ngón tay cái của mình vào ngón tay của người đưa tẩu thuốc ra mời. Còn nếu mời ăn, ám hiệu thường là người mời đặt đũa nằm ngang trên các đầu ngón tay xòe ra để mời, còn người khách sẽ không đưa tay ra nhận đũa luôn mà đẩy bát ăn của họ ra xa rồi mới nhận. Hội Tam Hoàng hiện nay. Sau khi triều nhà Thanh sụp đổ,
Hội Tam Hoàng rơi vào rắn không đầu và tách ra làm nhiều nhóm khác nhau. Những nhóm ở Trung Quốc chuyển sang hoạt động tội phạm vì không thể trở lại cuộc sống bình thường sau nhiều năm sống lẩn trốn. Một số nhóm chuyển ra nước ngoài và cũng tham gia các nhóm hoạt động tội phạm ở các địa bàn này. Cho đến nay, những nhóm thuộc Hội Tam Hoàng vẫn tiếp tục phát triển trên thế giới với số lượng thành viên lên đến hàng trăm ngàn người.